Này, tôi ra đi luôn này. Này, ngã tôi rồi. Này, sốt gì? Ba rồi. Mất trật tự. Mong anh em cố gắng mang thắng lợi trở về. Dạ. Dạ. Xin thay mặt anh em cảm ơn hội phụ nữ, cảm ơn bác và các cô. Cảm ơn cô. Bà không đừng gọi. Tôi cho anh em đã thoải mái. Nếu hòa, chúng ta cũng vẫn giữ được chức vô địch. Còn nếu thắng bàn nào, ta coi như ba lợi ích bàn đấy. Anh em đồng ý không? Đồng ý. Đây chúng tôi xin giới thiệu đội hình của hai đội. Tôi xin giới thiệu đội sông Hồng, áo trắng, quần trắng, đội sông Hồng, áo trắng. Thái số 12, trường số 12, tân số 17, trường số 14, an trên đao, số 7, hồng số 10, anh trên đao, 16, quân số 10, mạnh số 16, dự bị quân, dự bị số 20, quân số 16, số 20. Đồ ăn bàn thắng đầu tiên ở hiệp 1.
5 lít, xong chưa? Tôi cũng xong đông đô thắng đây. Cá bao nhiêu cũng chiều hết. Đó, đây là trước đây rất quá nhiều thắng trước đây rồi. Tôi với ông chấp hòa. Hòa thì cũng thắng, nhưng 5 lít còn quá. Quý anh hét to lên một tiếng. Tôi sông Hồng thắng trước 7 lít. Đông đô thắng trước đây, xong rồi. Xong rồi. Hay. Bố ơi, mẹ biết bố chết. Các cụ hốt chơi cỏ con quá. Đã sướng thì phải sướng thật to. Chắn một xin đây, nào. Họ nói cái gì thế nhỉ? Họ nói những từ của giọng cát được đấy bác ạ. Lít là 100, xin là 1000. À, quá hạt thì giáo mình hỏi đúng cái câu này mình trả lời. Đấy, sáng mình cũng trả lời được câu hỏi này đấy. Đọc qua mình cũng trả lời đúng đấy. Chị ơi, thế nào? Có trả lời được không? Có, làm được. Trả lời được. Xin không, lỗi, mình đang vội nhá. Các bạn thân mến, đây là những phút đầu tiên của trận đấu. Tốc độ tấn công chớp nhoáng của đội sông Hồng nhanh hơn tốc độ tường thuật của chúng tôi. Mới có 3 đường chuyền vô cùng ăn ý của Hồng, Mạnh, Tân, đội sông Hồng đã đưa được bóng vào sâu khu vực 16m50 của đội Đông Đô. Bóng đang ở trong vòng cấm địa của đội Đông Đô. Tân có bóng lừa qua một hậu vệ. Tân bóng bật lên, Kiên nhảy lên đánh đầu sang phía góc trái. Tân gạt được bóng, đặt mạnh vào trong, Mạnh lao tới, không vào được. Lên rồi. Đội sông Hồng lại đoạt được bóng ở phía góc trái. Tân chuyển bóng cho Mạnh, Mạnh lao tới, sát đường biên ngang. Tiếp tới sát đường biên ngang, đặt mạnh lên, Hồng, Hồng lao lên, nguy hiểm quá, sút. Thủ môn đi, thủ môn hết thời rồi, hay trọng tài đi. Trận đấu mới bắt đầu mà. Bác bảo vệ ơi, mở cửa cho cháu lên với. Lên đi, xuống, xuống. Ôi giời, chết chết. Ai gọi cái gì nữa hả? Mở cửa cho cháu với ạ. Cái gì nữa hả? Đi tặng hoa cho cầu thủ mà bây giờ mới đến. Dạ. Lần sau thì nghỉ ở nhà cho vâng. Nó khỏe nhá. Cháu hết việc một cho con gì nữa. Ê đi ra, đi, đi. Thưa các bạn, sau khi bị đội sông Hồng dẫn trước với tỷ số 1-0, đội Đông Đô đã củng cố lại đội hình, lộn xộn. Trận đấu đã diễn ra ở thế rằng co, cả hai đội như hai đối thủ đang chờ đợi để tung ra những đợt tấn công mới quyết định. Đội Đông Đô hết sạch bằng tỷ số, còn đội sông Hồng cố lên để nâng cao tỷ số. Và đội sông Hồng tổ chức tấn công trước ở bên phía góc phải. Tân đang có bóng, Tân lừa qua một đối thủ hậu vệ, chuyển bóng nhẹ cho Mạnh. Mạnh tạt sang bên phía phải cho Hồng. Hồng tạt bóng vào lơ lửng trước khung thành của đội Đông Đô. Của Đông Dũng đang nhảy lên bắt bóng. Đến lượt các đối thủ đội Đông Đô tăng cường sức ép. Hiện nay chuyên có bóng ở bên phía góc phải tạt vào. Sơn nhảy lên đầu, không được rồi. Các đối thủ hậu vệ của đội sông Hồng đã phá ra bóng lại tới chân chuyên. Một lần nữa chuyên sút bóng. Các đối thủ của đội Đông Đô vẫn tiếp tục tăng cường sức ép ở trước khung thành của đội sông Hồng. Tăng hiểu lên đánh đầu và thủ môn Hoàng đã ôm vào bóng đúng như một bàn vừa trông thấy. Có thể nói đây là những phút rất hồi hộp trước khung thành đội sông Hồng. Sơn có bóng vượt phá qua hậu vệ, bóng lại bật ra Trần Tuấn sút bóng và bây giờ bóng lật sang bên phía góc trái. Tăng được bóng vừa qua một hậu vệ của đội bạn, chuyền bóng ngược trở lên. Trần Tuấn lao tới sút nhưng thủ môn Hoàng tung người đỡ bóng. Theo thế này Trần Tuấn chuẩn bị đá phạt góc. Bóng được truyền tới cho Sơn ở bên phía góc phải. Sơn lao tới, dẫn bóng vừa lừa qua Thành. Thành phá được bóng lên. Thành đã đoạt được bóng và phá lên. Ngay lập tức các đối thủ của đội Đông Đô lại giữ bóng, truyền bóng về phía góc trái cho Chuyên. Chuyên dùng động tác cá nhân lừa qua được đối thủ hậu vệ của đội bạn. Rất đẹp, anh đi sâu vào trong vòng cấm địa. Sút! Wow! Hay như vậy là sự san bằng tỷ số bằng cú sút rất đẹp mắt của Chuyên và bóng cao của Thành. Tỷ số
lúc này là một. Khi đội Đông Đô gỡ hòa với tỷ số 1-1, trọng tài đã lùi còi chấm dứt 45 phút thi đấu sôi động ở trong hiệp 1. Chúng tôi mời ông Trần Văn Cay, số nhà 125, phường nhà 125, về nhà ngay, vợ đẻ. Xin các bạn này có khổ tôi không cái chim này, trẻ với đái làm gì thế, có khổ tôi không cái chim này, đau hơi ngọt đẻ quá thì khổ nhiều. Này hòa nhớ ông anh ơi, chấp hòa xin ông anh chi ra. Ý anh ơi, cứ đánh cá đội lúa mới đá với đội dựa mà chắc chắn lắm này. Sang hiệp 2, sông Hồng ghi bàn trước đây 1-9. 1-9 hả? Cũng xong. Đồng Đô thắng trước đấy. Quá Công ơi. Công định biến sân vận động thành sòng bạc công khai đấy hả? Đúng rồi, anh ấy nói đúng rồi. Muốn đánh bạc thì ra nơi khác nhé. Anh bảo anh mồm. Tôi bảo cái mặt anh ấy im mồm đi. Loại như các anh tôi sẽ tóm cổ vứt ngoài sân kìa. Anh không xứng đáng ngồi ở đây. Thế thì tôi xin các anh, đã bảo không đánh bạc nữa, cứ đánh mãi. Các bạn thân mến, cũng giống như ở đầu hiệp 1 và đầu hiệp 2, đội sông Hồng đã tổ chức tấn công rất nâng cao tỷ số. Song các đối thủ hậu vệ của đội Đông Đô đã cản phá dũng cảm. Trận đấu đang trở nên sôi động và có phần quyết liệt hơn. Hiện nay đội sông Hồng đang tổ chức tấn công ở phía góc phải. Trường số 14 được bóng lao sâu vào trong vòng cấm địa, Hùng hậu vệ lao ra cản phá. Thưa các bạn, như vậy là Hùng đã làm cho Trường bị ngã, lỗi xảy ra ngay trong vòng cấm địa và trọng tài chính đã quyết định cho đội sông Hồng được đá quả phạt đền 11m. Trường của đội sông Hồng chuẩn bị, anh là bảo sút. Theo nhận xét của trọng tài thì thủ môn đội Đông Đô đã bay người trước khi trường cầu thủ của đội sông Hồng chạm bóng. Do đó, đội sông Hồng được đá lại quả phạt đền. Và chúng tôi thấy Kiên, đội trưởng của đội sông Hồng đã giơ tay báo hiệu với trọng tài. Kiên lao lên sút, thủ môn Dũng đẩy ra, bóng ở phía bên Kiên, Kiên sút vào. Hay lắm, đội sông Hồng đã dẫn. Ờ, có Kiên, Kiên có lành. Em vào phải động đi. Hoàng chưa cho vào, để tôi còn xem diễn biến thế nào đã. Chúng ta không thể gỡ hòa bằng lưới đá phòng ngự được. Cách phòng ngự tốt nhất vẫn là tấn công, bắt hàng tiền đạo đối phương và lùi về giữa nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi xin chịu trách nhiệm. Nếu có gì sai phạm, tôi xin từ bỏ cương vị huấn luyện viên của mình. Thưa các bạn, chắc chắn đội Đông Đô sẽ có sự thay đổi người. Chúng tôi nhìn thấy Hoàng Vũ mặc áo số 14 đang khởi động ở phía sau cầu môn. Hoàng Vũ kia thôi, thế mà ông bảo là đang bị kỷ luật, chỉ bực láo là không ai bằng. Bây giờ Hoàng Vũ đang chuẩn bị vào sân thay cho Đại số 7. Hoàng Vũ vào sân đã mang lại nhịp điệu thi đấu mới cho đội Đông Đô. Là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá, anh đã lùi về giữa sân để cùng đồng đội tham gia tổ chức tấn công. Và bây giờ từ trong vòng cấm địa, trung vệ Tào đã mở một đường bóng vượt tuyến rất dài cho Sơn số 10 lao lên, vượt qua một hậu vệ của đội bạn. Anh đi tới sát đường biên ngang, vẫn là Sơn đang có bóng, song rất tiếc là đường bóng đã vượt qua đường biên ngang ra ngoài. Đội Đông Đô lại tổ chức tấn công, Hoàng Vũ có bóng, anh mở bóng rất đẹp cho Thăng và Thăng truyền cho Hùng ở bên phía góc phải. Vào rồi, cậu Hùng đã hay quá. Anh nóng quá nhỉ. Cháu có thể bỏ đi tất cả, nhưng cháu không thể thiếu bóng đá được cô ạ. Đạt bóng lơ lửng cho Tào rẻ lên đánh đầu. Thủ môn Hoàng buộc phải đấm bóng ra, nhưng quả đấm bóng quá nhẹ. Trần Hùng lao tới ghi bàn thắng. Tỷ số hiện nay là sông Hồng 2, Đông Đô 2.
Cô ơi cô. Hả? Chị nó đang ngồi xem đá bóng kìa. Đâu? Đâu? Nó đâu? Đấy. Đấy. Thì ra nó nói dối tôi. Đời thủa nhà ai, đàn bà con gái lại đi mua vé để xem bọn đàn ông mặc quần cọc chạy nhông nhông trên sân thi kia. Ngỡ ngàng quá sức. Ở thời điểm quyết định, khi đội Đông Đô đã bị đội Sông Hồng dẫn trước với tỷ số 2-1. Một bước lên bà không muốn thì chạy theo cái anh con trai vô công rồi nghề chạy như ngựa vía trên sân suốt ngày. Dại ơi là dại, ngây là ngu. Thôi cũng chẳng bận tâm làm gì, lương tâm tùy thích, người ta cũng có số cả cô ạ. Thầy bói gieo quẻ bảo là cháu còn cao số lắm cô ạ. Thôi, cháu về đã cô ạ. Cô cháu ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Các bạn thân mến, trước sức ép của đội Đông Đô ngày một tăng trước khung thành của đội Sông Hồng, thủ môn Hoàng đã tỏ ra lúng túng, đã đến lúc phải thay thủ môn. Chúng tôi thấy Vinh thủ môn dự bị vào thay Hoàng. Bây giờ Vũ chạy băng ra góc phải, anh nhận được bóng của đồng đội, đột phá tổ chức tấn công, các hậu vệ của đội Sông Hồng lao tới và đã cản phá anh trái phép. Phát hiện thấy Hoàng Vũ là một cầu thủ loại hại, các cầu thủ hậu vệ của đội Sông Hồng đã kèm chặt anh, thậm chí khi không kèm được đã phải dùng tới những động tác phạm lỗi để cản phá anh. Và trọng tài đã giơ thẻ vàng cảnh cáo Kiên đẻ cầu thủ số nào của đội Sông Hồng. Nó chạy như ngựa lồng không ạ, không bằng thằng Hoàng thủ môn Sông Hồng, nhanh như vượn, bay lượn diều hâu, vồ bóng như vồ gà con, tuyệt vời. Này, các anh có thể tìm được những lời nói đẹp hơn không? Chúng ta đang ngồi xem để thưởng thức tài năng của họ, thế mà cứ toàn gọi người ta là thằng. Nếu người ta cũng gọi chúng ta là thằng khán giả thì các anh nghĩ thế nào hả? Thật buồn quá. Đội Đông Đô được đá quả phạt góc ở phía góc trái, thằng đánh góc ở phía sau, Minh đã tới suốt, bóng vẫn thằng ngang ra ngoài. Đội Đông Đô đã bỏ lỡ một bàn thắng rất đáng tiếc. Em xin chào anh ạ. Lúc mình chạm chân thì đau. Anh yên tâm, em đã bắt được vợ của cậu số 3 và cậu số 4 rồi. Khi dẫn bóng tới gần cầu môn, em giúp chỉnh bóng một chút nhé. Vâng. Do tính chất quyết định ở những phút cuối cùng của trận đấu, Hoàng Vũ mặc dầu đã bị các cầu thủ đối phương đá đau, anh vẫn trợ thủ đồng đội rất nhiều. Về phía đội Sông Hồng, các cầu thủ đội Sông Hồng cũng nhận thấy rằng chỉ có tổ chức tấn công thì mới bảo vệ được chức vô địch của đội mình.